huấn luyện viên Tata Martino đã chờ tới phút chót để xem xét tình hình chấn thương của Messi và Jordi Alba. Cuối cùng, ông đưa ra quyết định đau đớn khi loại bỏ cả hai cầu thủ này ra khỏi danh sách đăng ký của Inter Miami tham dự trận chung kết cúp quốc gia Mỹ với Houston Dynamo FC. Việc thiếu vắng hai ngôi sao quan trọng ảnh hưởng lớn tới sức mạnh của Inter Miami. Cuối cùng, họ đã chịu thất bại với tỷ số 1-2 và không thể hoàn thành giấc mơ giành cú đúp danh hiệu sau khi giành League Cup vào tháng 8. Bước vào trận đấu này, Inter Miami tin dùng bộ ba tấn công Taylor, Campana và Farias trong bối cảnh Messi không ra sân. Hai đội nhập cuộc khá khẩn trương, với những cơ hội liên tiếp được tạo về phía khung thành hai bên. Thế nhưng, chỉ có một đội hiệu quả, đó là Houston Dynamo. Phút 24, Dorsey xâm nhập vòng cấm của Inter Miami, trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc tung nóc lưới đối thủ. 1-0 Houston Dynamo vươn lên dẫn trước, và khi Inter Miami chưa kịp hoàn hồn, họ đã nhận bàn thua thứ hai. Quinone bị Hedlin phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Barsi đã thực hiện thành công, giúp Houston Dynamo dẫn trước 2-0. Trong bối cảnh Inter Miami liên tiếp đón nhận bàn thua, ống kính máy quay liên tiếp hướng lên vị trí của Messi. Cầu thủ người Argentina lộ vẻ mặt thẫn thờ, chán nản. Sang hiệp 2, Inter Miami gia tăng sức ép. Phút 56, Martinez đã đánh đầu sạt cột dọc của Houston Dynamo. Ít phút sau đó, tới lượt Farias tung ra cú cửa lòng ngoạn mục nhưng thủ thành Tabel đã xuất sắc cản phá. Phút 75, Quinone của Houston Dynamo đã đưa bóng vào lưới Inter Miami nhưng trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Trong những phút cuối, đội bóng của Messi tấn công mạnh mẽ. Dù vậy, tất cả những gì họ làm được chỉ là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Martinez ở phút bù giờ. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Houston Dynamo.